Hello, xin chào cả nhà thân mến đang theo dõi trên kênh YouTube của Minh Audio. Vâng, em tiếp tục quay trở lại thực hiện video giới thiệu các cái mặt hàng loa mà em mới cập nhật mới về. Ở đây thì trong video này thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà rất là nhiều các cái mã loa của Mỹ cũng như là của châu Âu, Đan Mạch, rất là nhiều các dòng loa hay gửi đến các bác anh em. Và điều đặc biệt là hàng những cặp loa như thế này đều là những cái mặt hàng tuyển chọn rất là đẹp, và quan trọng hơn cả đó là mức giá cạnh tranh, giá tốt nhất gửi đến các bác anh em. Thì mời các bác anh em cùng theo dõi nhé. Thì trước hết thì em sẽ giới thiệu những cặp loa nhỏ, dòng loa cây ở đây trước này. Thì ở đây có cặp loa rất là đẹp, đây là cặp loa JBL Modern là L6 nhé các bác, L6. Cặp này thì có cái chiều cao là 90 cm, thuộc dòng loa high end. Chúng ta chỉ bắt gặp những dòng L3, L5, L7 thôi. Còn cái bản L6 hay L8 này nó sẽ là cái dòng bản đặc biệt xuất sang những cái thị trường khó tính cao cấp hơn như là châu Âu. Thì đối với cái dòng L6 này thì nó cặp này thì nó cao 90 này, nó có hai cái đai vàng ở hai bên rất là đẹp, màu cam, màu vàng cam á, đấy rất là nổi. Cấu hình thì 2 bát 18. Đấy, một loa chép. Loa chép thì nó có cái logo là L series, biểu tượng cho cái dòng cao cấp. Toàn bộ các cái driver này được sản xuất tại Pháp nha các bác. Đều được sản xuất các củ loa này tại Pháp này. Cặp này chất âm của nó thì bay bổng quá tuyệt vời rồi. Đấy, cặp này mức giá hiện tại đang rất là tốt giao lưu với các anh em. Và cái mô đựng này thì xin nhắc lại là rất là hiếm, các bác chỉ có gặp ở những cái trang đấu giá như Nhật Bản hay là châu Âu mới có. Cặp JBL L6 này có mức giá giao lưu tới các bác anh em 11.500.000 nha các bác anh em nhé. Đầy đủ logo, loa rất là đẹp. Ở phía sau thì có thùng hơi, ở phía trước thì có logo JBL vàng. Rồi tiếp theo là một cặp loa đến từ thương hiệu của Đan Mạch. Đây là cặp loa Dali, Modern của nó là Dali 4 các bác nhá, Dali 4 đấy, Make in Đan Mạch. Cặp loa này thì cũng là dòng loa cây, có chiều cao là 85 cm, với cấu hình 3 đường tiếng bát ở phía trên, màng giấy này có đường kính 18, bát trầm màng đen phía dưới này có đường kính là 20, ở phía giữa là loa chess. Hãng làm mà hai cái đường khuyết như này rất là đẹp, khi đậy e căng thì nó sẽ nổi cái đôi loa của các bác lên. Toàn bộ phần thùng loa là gỗ lạng, cặp loa châu Âu, Đan Mạch, hàng nòi này có mức giá giao lưu với các anh em là 5.500.000 đồng thôi, bằng những cặp loa Nhật. Đấy, toàn bộ là gỗ lạng. Cặp này cũng rất là dễ phối ghép, các bác có thể ghép với đa năng, những cái dòng âm ly nói chung là không kén đồ đâu ạ. Tiếng của nó thì đậm chất châu Âu, các bác có thể khai thác ra để nghe nhé. Tiếp theo là cặp loa đến từ thương hiệu rất nổi tiếng Evan. Chúng ta biết đến Evan đến các đời như là Evan khung tranh chép đỏ, thùng bầu hay là cam xanh. Đấy, thì đây là cặp loa nó mới hơn một chút là Evan Miacho các bác nhá, Miacho. Cặp này thì nó sản xuất sau này nhưng mà nó vẫn là hàng Mỹ nòi, do Mỹ sản xuất. Cấu hình thùng loa rất là to, hầm hố, có chiều cao là 85 cm, chiều ngang là 41 cm, loa rất là nặng. Ở phía trên là điểm nhấn hai tấm gỗ sồi ở phía trên, và phía dưới trước có logo Evan. Cặp loa này tiếng rất là hay, dành cho các bác anh em thích nghe vocal hay là những cái nhạc cụ, em đang đánh bằng cặp loa đó đấy ạ. Cái loa mid là nó rất là lớn ở đây, này, to khoảng 15 cm, loa mid dom nó lồi hẳn ra. Đây, là phía trên là chất đo. Cặp loa này rất là mới. Cặp loa Evan Miacho giao lưu giá tốt với các anh em 11.500.000 thôi ạ. Quá để đáng chơi đúng không? Đó, tiếng nó đang hát ạ. Rồi tiếp tục sang hàng loa bên này. Trời, quá là nhiều hàng đẹp các bạn. Cùng theo dõi nhá. Đây là cặp loa JBL 4311B Control Monitor, trong phân khúc bình dân. Muốn chơi JBL, muốn dễ đánh, chơi cặp này cho em, bao hay, ghép với sân xui hay là Pioneer, các dòng receiver tiếng tốt lắm. Đấy, cặp này thì bát 30 các bác nhá, bát 30.
Đấy, màng loa zin nguyên bản, không sơn tút. Những cái này là ố này, ố theo thời gian, ố zin của nó từ bên kia về, từ bên Mỹ về. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Li ti là cái lớp kim tuyến. Tại vì cái màng loa này là chúng ta phải tìm hiểu, màng loa này là màng loa có phủ lớp cát. Đấy, cát kim tuyến này, thấy không? Loa cái màng zin thì nó sẽ có ánh ánh như vậy, còn nếu mà đã sơn tút sẽ không có cái điểm nhấn là như vậy đâu nhá. Đó là cách phân biệt để cho các bác biết. Cái này là em để giữ nguyên zin, chứ còn nếu mà các bác muốn đẹp sơn thì em sơn nó 1 phút là xong, đưa cho thợ người ta làm đẹp 1 phút là xong. Nhưng cái này là mình giữ zin, tại vì cặp này nó còn rất là đẹp, đều màu, trắng đều đấy nhá. Loa 3 đường tiếng thông hơi ở dưới. Dòng này còn cho monitor. Trong phân khúc tầm tiền thì rất đáng chơi. Thùng gỗ lạ, loa đẹp, ê căng zin. Đấy. 4311 này. Loa mid này, loa chép này. Đấy. Bên này loa mid, loa chép, đẹp. Cặp này đang có mức giá giao lưu cho các anh em với mức giá 18.500.000 các bác nghe em. Đấy, các bác lưu ý cho em. Tiếp theo là cặp loa quốc dân Pioneer CS755. Cặp này phân khúc thì quá nổi tiếng, nhiều bác chơi rồi. Bát 30, cặp này bát đánh rất là sâu tiếng, trung âm thì rõ nét, thuộc dòng trung dom, rất là đặc biệt ở trên cái phân modern này. Các kiềng loa còn sáng này, hai volume chỉnh, tăng chỉnh cho mid và chest. Bát 30, màng giấy, gân vải. Cái rốn loa này dòng thuộc dòng piston, đánh rất là mạnh. Cặp này đẹp quá, thùng gỗ lạ các bác nhá, đẹp quá. Cặp này chơi trưng thì quá là ok, dễ nghe, dễ phối ghép. Cặp 755 này giao lưu cho các anh em với mức giá 14.500.000 đồng. Bao là giá tốt cho các bác ạ, các bác cứ khảo giá một vòng đi. Kiểu loa đẹp quá, lâu lắm mới về cặp đẹp này. CS755 755 các bác nhá. Đấy. Tiếp theo là cặp loa JBL 4412 Control. Dòng này là Studio Monitor, bát 30, 3 đường tiếng, có lỗ thông hơi phía trên, mặt xanh coban. 5 mặt của cặp loa này là gỗ lạ, rất đẹp. Dòng này nổi tiếng. Cặp này thì thị trường ngoài 20, nhưng mà trong video bữa hôm nay mua được giá tốt, gửi đến các bác anh em giá tốt luôn. Chỉ 19.500.000 các bác nhá. Bao giá tốt cho anh em chơi cặp này. Chúng ta cùng xem tuyến loa. Loa mid, loa chép này. Ok chưa ạ? Rồi tiếp tục là cặp loa cổ phía dưới. Đã có video giới thiệu trong một vài bữa trước. Đây là cặp loa Roger Solab các bác nhá. Bass 30, mid 12, chép còi, có thông hơi phía trước. Ở phía sau thì có hai volume chỉnh, tăng giảm cho loa chép và loa mid. Em này có mức giá tốt 9.500.000 cho cặp loa Mỹ Bass 30 các bác nhá. Tiếp theo là cặp loa dành cho các bác thích nghe mạnh mẽ karaoke bằng nhôm mà các bác. Cặp này do Đan Mạch sản xuất, hàng nòi Jamo 265, 265W. Đấy. Bát 32, thùng em này là chiều ngang 44, chiều cao của nó là rơi vào 70 đấy các bác. Này, loa đẹp, ốc toàn bộ ốc là ốc hoa khế, chưa mở ốc. Cặp này thì đánh rất là mạnh mẽ, bát đánh rung nhà. Phía trên là chép còi, chép còi cái tán âm này bằng nhôm nha các bác. Chúng ta cùng xem cái tuyến loa phía dưới này. Đẹp như là xuất sắc luôn ạ. Cặp này giao lưu cho các anh em vừa chơi vừa nghe, đa năng, trưng bày nữa. Với mức giá 8.500.000 nha các bác, 265W, 4 hoặc 8 ohm. Rất là đẹp. Đấy. Dạ vâng, như vậy là em đã giới thiệu cho cả nhà
một số các cái cặp loa hiện tại mới về, hiện tại đang có giá tốt gửi đến các bác anh em. Thì như vậy thì các bác anh em theo dõi có nhu cầu sở hữu cặp loa nào hay là muốn chi tiết thêm cái thông tin thì liên hệ cho em theo số điện thoại trên bài đăng. Ngoài ra thì em cũng có thể cung cấp thêm một số chi tiết hình ảnh cho các bác quan tâm qua Zalo hay Viber. Thì ở đây thì em tiện thể luôn có hai cặp loa, ở đây là Beo Vox đó, B&O đấy, Bang Olufsen, cặp này là cặp 140 Zicklin 140 đấy, hai bát 16, một mít một chép, cặp này cũng rất là hay của Đan Mạch. Cặp này thì Big Venturi nó nằm ở trong góc thì em không thể quay được nên là sẽ giới thiệu cho cả nhà vào cái video sau nhé. Cặp này dòng Big Venturi khủng long Formula Modern 6 chép còi. Chép này giống của chép Altech này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi ạ. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.